Đổi mật khẩu, khi các bạn login xong thì các bạn phải lưu lại cái tài khoản của người dùng. Đây cái phần check login này nè. Đây, check login này nè. Đâu nhỉ? Ủa? Cái này check chưa nhỉ? Bữa cô làm chưa nhỉ? Cô chưa làm chưa nhỉ? Thế nhưng cô chưa làm, tại vì cô viết này là cô viết rồi. Cô phải check rồi chứ ta. Đây cô vào cái trang bên trang trang login trước ha. Thay vì trang người dùng thì cô sẽ vào trang login. Đây, check login trong người dùng DAO. Cô check bữa trước, cô hướng dẫn các bạn check nè. Đúng rồi, truyền username password vào. Cái này là ở trong cái dữ liệu tài liệu là xa, gửi là nó không đúng ha. Nó là cái code là delete. Để các bạn sửa lại cái code này đi nhá. Sửa lại code này đi. Được chưa? Đúng rồi, cái phần check login đây các bạn. Rồi cô đăng nhập admin rồi, cái này cô làm rồi ha, login làm rồi, login rồi, check login ở trong DAO các bạn sửa lại là một nè. Cái thứ hai nữa là login ở trong cái activity. Cô đóng bớt cái này đi nha. Rồi login activity. Chỗ này là login. Đây cái này check login. Cô để cái này là view. Cô gọi đâu nhỉ? Mà sao không thấy nhỉ? À đây. Cô gọi đây. Mà gọi đây thì khỏi view. Còn cái này nếu các bạn để view thì gọi ở đâu ạ? Gọi bên giao diện nhá. Nếu cô truyền cái này là view thì các bạn sẽ gọi bên giao diện. Rồi. Bây giờ nhá, trong cái check login này các bạn nhìn nào. Có phải là khi cô đăng nhập, khi cô sẽ đăng nhập, cô sẽ lấy là gì đó, truyền username password đúng không? Đúng chưa? Được chưa?
Thì ở đây các bạn sẽ lưu nè, lưu lại nè. Có hai có cách để lưu là như này. Các bạn tạo một cái biến tính. Các bạn tạo một cái biến tính static. Đúng không ạ? À để các bạn lưu trữ. Tạo riêng từng cái một username password hoặc tạo nguyên cả đối tượng cũng được nữa. Hiểu không? Ok. Tạo một cái biến tính. À ví dụ như tôi tạo một cái biến, biến này thực ra tạo đâu cũng được bởi vì ở đâu các bạn cũng nhìn thấy. Ví dụ cô tạo một cái class dùng chung. À hoặc là để trong DB helper cũng được, để đâu cũng được hết. Thực ra nó không quan trọng. Giả sử để đây đi. À cho nó giống database. Đúng không ạ? Các bạn tạo cho cô một cái biến. Cái biến này là biến các bạn dùng xuyên suốt luôn. Đó là biến public static. Nếu các bạn lưu username riêng, password riêng thì ta sẽ để là string username. Public static string password. Đó. Rồi bây giờ các bạn sang bên này. Các bạn gán khi đăng nhập thành công. À khi đăng nhập thành công. Nếu đăng nhập thành công tôi sẽ gán database helper chấm username sẽ gán bằng đúng cái str user và database helper chấm password sẽ gán bằng str password gán vào đó. Gán xong ở bất kỳ chỗ nào các bạn cũng nhìn thấy. Ví dụ cô sang cái main activity ha, cô sẽ tót ra nó, đúng không ạ? Tót ra thôi, tót cho các bạn demo thôi. Một cái trang khác nha, một cái trang khác ha. Database helper.username phải cộng nháy nháy. Cộng database helper.password. Rồi, chạy lại ha. Tại sao bên này nhìn thấy? Bởi vì cái biến này biến tĩnh. Hiểu không ạ? Gán biến này thì tất cả các vị trí khác các bạn đều nhìn thấy nó. Cô để là admin. Đăng nhập thành công. Tót ra admin, admin chưa? File nào cũng thấy hết. Cho nên khi các bạn đổi mật khẩu, cô demo đổi mật khẩu luôn nhá. Cô sẽ làm một cái đổi mật khẩu bên này. Được không? Đấy, đổi mật khẩu system ở đây. Được không ạ? Đấy, giới thiệu phân loại sách quản lý người dùng. Rồi, đổi mật khẩu. À, cô để vào đây. Cô để vào menu. Draw menu. Đổi mật khẩu tại vì cái này là của anh admin, của anh đăng nhập mà, cho nên các bạn phải nên để ở phía bên trái. Có thể các bạn sẽ để ở góc này nè. Hình như đổi mật khẩu ở đây nè. Đúng không? Thông thường các bạn sẽ để ở góc này cũng được. Hiểu không ạ? Chỗ đổi mật khẩu ở đây. Cho nên tôi cô để đây đá cho nó nhanh, khỏi phải kiếm lại thằng kia mất công. Rồi. Cô làm một cái đây. Cô ghi là đổi mật khẩu. Nap
đổi mật khẩu người dùng. Rồi bên này, bên main activity các bạn dùng thì các bạn xử lý đâu ạ? Đây case đấy ha, case r.id.nav đổi mật khẩu. Nếu là cái này thì tôi làm gì đó, tôi sẽ có phải nhảy tới anh đổi mật khẩu không ạ? À cái này là cô đang làm cái gì ạ? Đang làm activity. Thì ta cứ new activity thôi, ta khỏi fragment. Hiểu không? Click chuột tại vì cô đang làm activity mà. Intent y gắn bằng new intent main activity chấm dit phẩy đổi mật khẩu. Activity chấm class. Cái này có chưa? Chưa có thì ta tạo nhé. Và các bạn cũng start activity y vào đây chưa? Rồi cô tạo một cái activity là đổi mật khẩu. Click chuột phải vào đây, new activity. Empty. Đặt tên là đổi mật khẩu. Ok. Rồi anh này hết lỗi chưa? Rồi. Ta dùng cái linear ha. Được chưa? Orientation vertical. Rồi. Cô kéo một đông text vào đây. Cái này thì không cần đẹp cho nên cô cứ ném cái này vào đây. Đổi mật khẩu. Bạn nào mà thích thì để luôn cái tên phía dưới, không cho người ta sửa, nhưng mà đổi mật khẩu, biết đổi mật khẩu của ai, của admin, nhưng mà thôi khỏi. Chuột chạy đâu mất tiêu rồi. Chết cha. Gì mà not respond trời. Chờ xíu nha mấy đứa. Rồi. Rồi nằm cái gì kèo vô ạ? À, mật khẩu cũ. Các bạn phải có mật khẩu cũ nha. Mật khẩu mới. Nhắc lại mật khẩu mới. Và có cái button để chấp nhận. À cái này tôi để hai cái button thì tôi để cái layout là linear horizontal vào đây. À tôi để cái anh comment button thứ nhất. Button thứ hai ném vô xong. Ủa? Sao kỳ vậy? Button thứ nhất ném tao lao vậy? Button thứ nhất, button thứ hai ném vô. Đó, ok. Rồi, cái này là mật khẩu cũ. Edit text. Text area mật khẩu cũ. Text mật khẩu mới. Cái này là txt nhắc lại mật khẩu. Button thì button thứ nhất là button đổi mật khẩu. Đây là button hủy mật khẩu. Đó. Hủy đổi mật khẩu. Ok. Xong. Cái này là hủy ha. Đó. Ok chưa? Hủy. Rồi. À, bỏ cái này đi. Bỏ cái này đi. Hãy tách bỏ cái này đi. Các bạn thêm một cái hint.
là mật khẩu cũ. Cái này là mật khẩu mới. Đây là nhắc lại mật khẩu. Ví dụ như vậy. Cái này đương nhiên là sẽ là typo, là nó là gì ạ? Password. Chưa? Xong chưa? Okay. Đấy, nó bừng lên, đúng không ạ? Xong, nó làm sương sương vậy thôi. Được chưa? Ok, rồi. Bây giờ bên này nhá. Bên này thì tôi đổi mật khẩu, tôi biết rồi, biết mật khẩu. Biết được anh mật khẩu gì rồi hả? Mật khẩu cũ về username đúng không? String username gắn bằng database helper.username string password cũ gắn bằng database helper.password. Xong rồi, bây giờ ta lấy nè edit text mật khẩu cũ phải edit text mật khẩu mới edit text nhập lại đúng không? Đó. Button đổi mật khẩu. Button hủy mật khẩu. Xong. Rồi, ta làm gì ạ? File view by ID thôi. Tham chiếu. Edit text mật khẩu cũ gắn bằng file view by ID r.id.txt mật khẩu cũ. Rồi copy 1 2 3 4 5, có 5 đối tượng, người ta làm 5 cái tham chiếu. Mật khẩu mới nhắc lại nhập. Không phải. Đúng rồi, nhập lại. Nhắc lại. Khi nhập, khi nhắc, kỳ quá. Button Butter đổi mật khẩu. Butter N đổi mật khẩu. Butter hủy mật khẩu. Hủy mật khẩu. Butter N hủy mật khẩu. Xong chưa? Rồi bây giờ nè, ta kiểm tra nè. Bước 1 là khi click chuột vào nhập mật khẩu, đổi mật khẩu, thì các bạn phải kiểm tra xem cái mật khẩu cũ có trùng không đã. Đúng không? À, Butter đổi mật khẩu chấm set on click new on click. Đó, bước 1 nè, ta kiểm tra nè. String mật khẩu cũ gắn bằng edit text password cũ, mật khẩu cũ nhiều biến quá. Edit text mk cũ chấm get text chấm to string. Rồi là ta so sánh nè. If mk cũ chấm equal không được equal to no case, bởi vì mật khẩu là phải phân biệt chữ hoa chữ thường, đúng không ạ? Cho nên là phải so sánh chính xác, không được dùng cái trên, không được equal to no case,
mà ta phải so sánh chính xác. So sánh với anh password ở trên là cũ. Nếu nó khác thì báo lỗi. Đúng không? À, nếu nó khác là tôi để phủ định ha. À, thì cái này ta tót ra lỗi. Đổi mật khẩu activity.dit. Cái gì ạ? Mật khẩu cũ không đúng. Không đúng thôi. Tót. Rồi. Rồi, ok. Cái password cũ này ở đây nó báo lỗi đúng không? Lý do báo lỗi là báo nói luôn à. Bởi vì cái phạm vi của biến. Cái này là một cái biến các bạn sử dụng nhé. Cái này là cái hàm nó trong một cái subclass. Chỗ này được gọi là class con à. Tại sao class con? Tại vì là chỉ có class thì mới trong đấy mới có một cái method. Class này được gọi là class nặc danh, gọi là anonymous class. Class nặc danh, class không có tên. Class như này là có tên này các bạn. Hiểu không ạ? Có móc nhọn này đúng không? Có tên à, có móc nhọn à. Trong này có nhiều cái phương thức nè. À, các bạn thấy cái này cũng có phương thức nhưng lại không có tên. Bởi vì anh này là các bạn đang sử dụng một cái abstract class, cho nên nó mới vậy. À, đây là một cái abstract, một cái phương thức abstract, phương thức trừu tượng. Cái này nôm na là một cái class nặc danh. Ok không ạ? À, cái này là phạm vi của biến. Vậy biến này có hai cách. Các bạn thấy họ gợi ý là để cái này final. Hiểu không ạ? Trong trường hợp để cái này final là không có lỗi. Bởi vì gì ạ? Mật khẩu cũ này tôi có đổi đâu. Là không lỗi. Có một cái gợi ý là cái này tôi để final. Tôi không đổi. Hiểu không ạ? Hiểu không ạ? Final là không được đổi, nếu đổi là lỗi nha. Nếu mà cái biến mà password cũ này mà tôi còn gán là nó lỗi ạ. Tôi gán ngược lại bằng 5 trong này là lỗi ạ. Này, tôi gán ngược lại là password cũ, gán ngược lại là bằng ABC gì đó. Cho không ạ? Không cho. Bởi vì là đã final là không thể đổi được. Final là hằng số là không đổi. À, nhưng rất may là trường hợp này nè, nhiều bạn bị dính cái lỗi này nè. Rất may trong trường hợp này, cái này tôi lấy ra để tôi dùng chứ tôi không đổi nó. Tôi chỉ so sánh thôi. Tôi không đổi cho nên đổi, tôi để final là nó ok, không vấn đề gì. Hoặc có một tình huống thứ hai tôi có thể muốn đổi nhá. Tôi có thể để đây, thay vì tôi để ở trong, tôi bứng nó ra ngoài cùng. À, tôi bứng nó ra ngoài cùng này là hết lỗi. Cái này tôi đóng, tôi xóa nó lại. Đây, hết lỗi. Hiểu không ạ? Bởi vì cái biến này là biến toàn cục ngoài cùng, cho nên anh sắp lần này nó sử dụng được. Hiểu không ạ? Còn cái này là biến nó lại thuộc ở trong cái hàm onCreate, không sử dụng được. Muốn sử dụng phải để final. Đó là quy tắc. Cái này là học ở trong, tôi nhớ là Java 1 hay Java 2 gì đó, có nói về subclass. Hiểu không ạ? À, nếu mà chưa được nói hoặc quên, lỡ quên rồi á, thì nhắc lại ha. Không sao hết. Vậy trong tình huống này tôi dùng final nó hợp lý không ạ? Hợp lý, không sao hết. Trong tình huống này nói thật các bạn là tôi dùng final là hợp lý. À, cho tôi để final ở đây là hết lỗi. Tương tự anh này muốn dùng nữa thì tôi để cái final là hết lỗi. Đó, hiểu ý không? Lý do vì sao để final và vì sao không để final các bạn phải nắm nhá. Ok, được chưa? Rồi, tiếp nè. Ok, tiếp nha. Nếu mà không bằng thì các bạn bảo là không trùng mật khẩu cũ else. Tức là bằng rồi, trùng với mật khẩu cũ rồi, tôi bắt đầu tính tiếp. Ngược lại đúng không ạ? Tôi sẽ tính tiếp. Nhìn nào. Tôi sẽ nhập mật khẩu mới và tôi so sánh cái mật khẩu mới có trùng với cái mật khẩu cũ hay không. Trùng thì tôi đổi gì nữa. Hiểu không? Cái đấy là một trường hợp nha. Tình huống mà nhập lại mà trùng người ta không cho đâu. Mất công tôi xử lý. Mỗi lần xử lý tôi phải connect lên server, tôi lại trả về nó kỳ cục đúng không? Mất thời gian đấy các bạn. Đúng không ạ? Tình huống này về từ check nha. Kiểm tra trường hợp
mật khẩu mới trùng với mật khẩu cũ. Khẩu cũ. Tình huống này thì cũng không được được phép bởi vì mất công. Các bạn về tự làm ha. Tự làm dễ mà. Íp thôi, so sánh giống cái trên. Đúng không? Íp mà so sánh cái anh mới mà đổi vật cái mới này mà trùng với cái mật khẩu cũ này là coi như thôi khỏi phải làm gì đúng không? Rồi bây giờ nè, trường hợp không có lỗi, ta phải bắt lỗi tình huống 2. Một nè, là kiểm tra tình huống thứ nhất. Hai, kiểm tra mật khẩu nhắc lại có trùng với mật khẩu mới hay không. Nếu không trùng, yêu cầu nhập lại. Tự làm. Ổn không? Tự làm trường hợp này ổn không? Ổn chứ. Cô nhắc tình huống cho làm ít thôi, ít eo thôi. Đúng không ạ? Ít eo thôi. Đó, không cần chơi chỗ này, không có gì phức tạp. Nếu không làm thì thôi. Làm là không có gì phức tạp hết. Được không ạ? Rồi, vậy cuối cùng nè. Chưa, ta chưa bắt lỗi là mật khẩu nó phải thỏa mãn là gì ạ? Phải 6, ít nhất 6 ký tự là cái admin không thỏa mãn đâu. Ít nhất 6 hay 8 ký tự. À, phải có chữ hoa, phải có chữ thường, đúng không? Phải có số, phải có ký tự đặc biệt. Đấy, đó là nhiều, nó làm validation form nữa. Ai làm được cứ làm nhá. Ai mà làm xong rồi là tôi yêu cầu cao như vậy. Có gì đâu, làm riết nó quen à. Rồi bây giờ là tình huống mà bây giờ thỏa mãn hết rồi, tôi cập nhật, nhớ cập nhật lấy một cái mật khẩu thôi. Mật khẩu nhắc lại chỉ để là nhắc để các bạn khỏi phải gõ sai thôi, hiểu không? Bây giờ nè, nếu mà đúng hết rồi, tôi viết cái hàm đổi mật khẩu. Hàm đổi mật khẩu này viết chưa? Viết chưa? Chưa viết. Người dùng DAO có cái hàm đổi mật khẩu đâu ạ? Đây, trên password. Vậy trên password đổi số truyền vào sẽ phải là gì? Tôi phải truyền vào cái username là một nè. String user name. String. Cô cần truyền mật khẩu cũ nữa không các bạn? Không cần. Không cần. Đúng không? Tôi cập nhật, tôi đổi mật khẩu, tôi check username thôi, tôi check mật khẩu chi nữa đúng không? String mật khẩu mới. Rồi, tiếp tục là SQL. Rồi, value content. Tôi viết một cách khác được không? Update, dùng câu lệnh update thôi được không? Đây, thay vì câu lệnh này các bạn ạ. Thay vì tôi dùng cái content này. Có hai cách nha. Tôi dùng content value, xong tôi mới dùng câu lệnh là db.update đúng không ạ? Thì tôi có thể dùng câu lệnh sql, dùng câu lệnh là update gì đó, set gì đó được không? Được. Rồi, viết cả hai cách cho các bạn đỡ rồi nào. Content value. Value gắn bằng new. Content value. Đó. Value.put. Đó, mật khẩu password thay bằng cái ảnh gì đấy ạ? Mật khẩu mới. DB. Cái này tôi để là reliable nhé. DB. Integer row gắn bằng db.update. Tên bảng người dùng. Cho nó nghỉ delay tí ha, người dùng. Phải có điều kiện ha. Username bằng chấm hỏi. Phải
new string, cái này là quy ước các bạn. À, nó cái này là một mạng. User name. Đâu? Value. Đâu đâu, value thiếu cái value đúng không? Nhầm cái chỗ này đó. Rồi điều kiện. Được chưa? À, điều kiện này là giống như update bảng người dùng. Ok. Với điều kiện là username bằng username. Update phải que chứ update mà không que gì. Tương tự câu lệnh này nè. Đấy nha, tôi viết một cái hàm thứ hai nè. Trên password 2 nè. Thay vì con tên nè, nhìn nè, tôi viết nè. db.xq update. Bảng người dùng. Set password bằng chấm hỏi. Bằng thôi. Bằng cộng. Password mới. Mật khẩu mới. Cộng. Que. Where username bằng cộng username cộng. Đó, câu lệnh đấy nó tương đương với câu lệnh này nè. Update. Update chưa? Bảng người dùng, thấy chưa? Set password bằng. Set password chính là chỗ value nè. Với điều kiện username bằng. Hiểu không? Hiểu chưa? Đó. Đây. If row nhỏ hơn hoặc bằng không, nó là số dòng mà có thể update được. Hiểu không ạ? Không update được dòng nào là lỗi rồi. Thì return false. Còn ngược lại sẽ là return true. Chỗ này các bạn đổi thành gì á? Boolean. Được chưa? Ok. Đúng rồi, cái này mới điều kiện mà. Cái này đâu có đổi đâu. Các bạn vô cùng hạn chế đổi khóa chính. Hiểu không? Tất cả các bảng luôn chứ không như riêng bảng này. Username mà không đổi nha. Mà muốn tạo tạo mới cái khác. Hiểu không ạ? Chứ mà vô đã đăng nhập vô nó còn đổi tên của nó nữa thì chết luôn. Hiểu không ạ? Đổi mật khẩu thôi. Full name được chứ, nhưng mà không phải cái này. Ờ, không phải đổi được username. Rồi bên này cô gọi nè. Đổi mật khẩu. Nếu các bạn muốn cái này mà các bạn gọi trực tiếp thì có thể để cái này là static. Nếu để cái này là static thì các bạn chỉ cần. Rồi, nếu để static là mệt nữa, là phải đổi cái biến ở trên. Thôi khỏi đi. Để static thì phải đổi biến ở trên mà thôi khỏi. Bây giờ khỏi đổi. Đổi cái biến này luôn à. Biến này phải là static cho nên thôi khỏi nha. Không nhắc gì đến static nữa nha. Xí nha. Rồi, xí xóa, qua đây. Bây giờ tôi muốn dùng cái hàm đổi mật khẩu. Tôi phải tạo như sau. Người dùng DAO. Nếu biến này dùng chung thì các bạn khai báo ngay trên đầu. Người dùng DAO. DAO. Người dùng DAO bằng. DAO bằng. New người dùng DAO. Gì ạ?
Còn text là đổi mật khẩu chấm đít. Xong. Được chưa? Rồi bây giờ là tôi mới gọi là if kiểm tra là đổi mật khẩu nào. If down chấm đổi mật khẩu thành công. Change password là thành công. Đổi số truyền vào là tôi là mật username. Và đổi số tiếp theo của ta sẽ là cái mật khẩu mới. Mật khẩu mới là gì ạ? Đây, string mật khẩu mới sẽ gán bằng copy nó nhanh nha. Cái này là mật khẩu mới. Đó. Nếu cái này tôi truyền cái mật khẩu này vào, nếu cái này thành công thì tôi tót. Hiểu không ạ? Tót. Đổi mật khẩu thành công. Else. Tót. Đổi mật khẩu thất bại. Đổi mật khẩu thành công. Cái này là thất bại. Được chưa? Ok chưa? Test nha. Gọi rồi mà. Gọi em nè. Rồi admin. Cái này là admin ha. Đăng nhập nào. Admin được chưa? Đổi lại mật khẩu nào. Lỗi từ từ. Bình thường nung poi cái lỗi áp nhơn. Tôi có làm gì với thằng này đâu mà fragment ta. Rồi nó gọi vào đây. Xong nó thoát khỏi break của thằng này. Xong nó vô nó gọi lại ông này nữa. Đây. Rồi bỏ ông này đi. Tôi gọi activity mà. Tại vì cô tạo fragment. Nó bảo lỗi luôn. Lại nha. Đấy. Sửa. Làm khi thì fragment, khi activity nó vậy. Rồi lại đăng nhập, xin lỗi. Admin đăng nhập. Rồi vào đây. Đổi mật khẩu. Rồi bây giờ mật khẩu cũ nào, có để gói là 123 nè. Mật khẩu cũ không đúng đúng không? Bây giờ cô gõ đúng nè. Là admin nè. Rồi bây giờ có đổi nè, 123 nè, cái dưới không cần gõ bởi vì tôi có check đâu. Nha, bây giờ đổi mật khẩu nè. Đổi mật khẩu thành công thì chưa? Tôi đăng nhập, tôi chạy lại nè. Tại vì tôi không có logout cho nên là không có thoát. Nên là tôi demo một cách chạy lại. Có chứ. Xong lưu. Bây giờ tôi gõ là admin nè. Đăng nhập được không ạ? Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng, đúng chưa? Xóa lại nào, 123 nào. Thấy chưa? Thành công chưa? Nó đơn giản không? Đó. Ok, ai hỏi gì tôi trả lời luôn, demo luôn nào. Hả?
này nó có hết rồi còn đâu nữa. Hả? Xin xuống dòng không được. Sao lại check vô quay ra? Trời ơi trời. Cái remember là nó như này. Ok, xử lý luôn cái remember nè. Xử lý luôn cái remember nè. Đây các bạn nhìn nè, cái remember nè. Khi nào các bạn nhận lưu, khi nào các bạn nhận lưu thì cái đấy nó mới lưu. Lưu vào cái share reference. Lưu xong nếu các bạn mà bỏ check đi thì nó sẽ clear hết, nó xóa hết cái này. Vậy thôi. Cái này nó lưu ở trong cái share reference. Blockchain. Đấy. Mà với lại vấn đề là đăng nhập thành công thì nó mới lưu. Đúng không? Thì bắt buộc phải để đấy. Đấy, bắt buộc phải để đây. Đấy, cái biến này là lưu cái này là lưu giá trị đăng nhập nè. Lưu giá trị đăng nhập. À quên. Username password các bạn lưu vào share preference thì không cần lưu cái này nữa. Tức là share preference là quan trọng, lưu rồi mình có thể bên kia mình vào share preference mình lấy lại được. Không phải lưu biến này được, nhưng mà không sao lưu cũng được. Hiểu không? Cho nên làm cái bước này là chính ra là dư nè. Hiểu không? Dư tại vì cái này tôi lưu sẵn của share preference rồi. Hiểu ý không? Rồi tôi quên. Đấy, tức là vấn đề các bạn phải có mấy cách để làm. Hay không? Hay quá đi chứ. Của ai? Cái bài của tôi đâu rồi? Rồi. Tôi nhận nó chậm thiệt. Public class blockchain activity. Đây. Anh này. Đây. Remember đây. Đấy, nó put username. À, đấy thấy không? Lưu đây rồi. Khỏe. Remember user. Biết cái hàm remember user nhé. Nó đăng nhập thành công tôi mới remember. Đâu rồi? Đâu rồi, đâu rồi? Có không? Ở đây có không? Không thấy hả? Đúng rồi, ở đây remember user nè. Thành công nó một rồi, ok. Rồi, tương tự nha, ta viết cái hàm này. Cái này lưu sẵn đó nè. Ê, nó làm sao nhỉ? Mày tôi bị đơ. Nó đơ. Rồi. Đây, viết thêm cái hàm remember user nha. Private void remember user. Đối số truyền vào là username string password và boolean. Boolean là status. Đây, cái boolean status nó lấy cái gì? Nó lấy trạng thái của anh này nè. Nếu là check thì là true, mà không check thì nó trả về phone. Đồng ý không ạ? Đấy, trạng thái của anh này check và uncheck thôi. Ok. Rồi, if nó kiểm tra nè, if gì? Nếu như status mà phủ định của nó là bằng phone thì tôi clear, else thì tôi lưu. Vậy thôi. Rồi bây giờ ta mới lưu share preference nào. Đây. Share preference. Rồi copy cho lẻ nha. Đây. Đấy. Rồi. Ok. Rồi cái gì? Edit.clear. Xóa hết.
Rồi, còn nếu không thì put vô. Đẩy vô. Edit.putstring. Key. Key là các bạn tự đặt. Username. Giống khi nãy cô đặt đúng không? Phải username. Copy. Rồi copy cho nó nhanh. Đó. Xong hết. Edit.commit để nó hoàn thành. Edit.commit để nó lưu. Hoàn thành. Xong. Vậy bây giờ khi nào thành công thì tôi mới remember. Vậy là khi thành công rồi tôi remember. Truyền vào username, setter user, setter password và một cái đối số nữa. Nếu tôi check tôi mới lưu, còn không check. À không, tôi không cần check. Check của tôi làm sao? Check của tôi là gì đấy ạ? Đây cũng được. Đây. À, cái này là checkbox. Checkbox. Check. Lưu mật khẩu. À, lưu. Đúng không ạ? Đây. Check lưu. Gắn bằng file view by ID. r.id.check. Không có. Đâu. Login. Đặt tên là gì? Checkbox đặt tên là check remember path. Nó dài quá. Được chưa? Ok. Rồi cái này các bạn chỉ cần gán như thế ạ. Check lưu gán bằng kỳ cục nhé. String str. Thằng này cái biến này sao lưu ngoài cùng này để làm gì ta? Sao tôi lưu nó ngoài chi vậy ta? Lưu vô trong này cái biến này không cần biến toàn cục. Bỏ. String. Biến này không cần biến toàn cục. Rồi. Cái này tôi để cái boolean. Check. Check gán bằng status đi ha, status gán bằng check lưu chấm is checked. Có checkered hay không? Nó trả về true hoặc false. Hiểu hiểu không? Rồi tôi để cái status vào đây thôi. Xong. Đó. Chạy thử nha. Rồi. Vấn đề chưa? Đây là mới lưu thôi, bây giờ lấy ra. Lấy ra tôi phải kiểm tra, nếu nó có thì tôi mới lấy. Hiểu không? À, đó là mới lưu thôi. Cái lời lấy ra nằm đây nè. Đây nè. Đâu rồi? On create. Check remember path. Cái này đúng rồi nè. Login nè. Remember nè. Rồi. Các bạn chưa lấy được ra đúng không? Tại vì code không có đúng không? Mà code không có đúng không? Thì bây giờ mình lấy ra thôi. Mình lấy ra thôi, nhìn nè. Cái code nó thiếu là các bạn cũng quên luôn. Cũng share reference thôi, user file. Bây giờ nha. Đây. Đây. Chết thật mấy bạn này. Phải linh động chứ, ít ra phải lên mạng search cho cô chứ. Rồi bây giờ nè. Nó lấy ra thì sao?
Ta cũng dùng ông này. Share preference. Đúng không? À. Username bằng string. Username gắn bằng preference. Get string. Lấy đúng cái đồng chí này nè. Thấy không? Hiểu không? Nếu mà không có thì sao? Không có thì để trống. Tức là default value nó có hai cái, cái key để lấy nhất. Trường hợp mà tôi không có nó thì tôi để giá trị trống. Hiểu không? Rồi string password tương tự. Chết rồi mấy ông này. Get string luôn. Key của tôi là lấy đây chắc ăn nè. Password. Đó. Phải. Rồi. Send vào. Edit text. Username. Set text. Gán nó lại bằng cái username. Edit text password. Set text password. Xong. Rồi chạy nha. Trời ơi. Cô thiếu có mấy dòng nó vậy đó, nó ra. Thiếu có mấy dòng nó ra à? Khi nãy là lưu thôi, bây giờ mình lấy ra. Lưu trữ thôi, bây giờ đoạn code này mình lấy nè. Rồi, chưa có gì đúng không? Chưa có gì nè, nhìn nè. Admin 123. Lưu mật khẩu. Đăng nhập. Chưa, bây giờ tôi thoát ra nè. Tắt nha. Cái này là không lưu gì đó, trống hết á. Chạy lại nè. Cho delay tí. Máy tôi còn đỡ, máy khôi. Máy khôi là nát là tương. Khôi ơi, máy không có bây giờ lập trình bằng điện thoại con. Giỏi dữ vậy. Mặt ngu, mặt đơ. Trời 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 trời. Chưa biết gì luôn. Đúng không con? Ê, ra chưa? Có gì rồi đó. Ai con, bây giờ cái này nè. Cái biến này nè, các bạn ở trang nào cũng có thể lấy được. Hiểu không? Thay vì mình phải lưu hai cái biến giống như cô khi nãy. Khi nãy là cô lưu hai cái biến đúng không? Cô lưu hai cái biến này cũng được. Hai là các bạn móc từ trong này ra cũng được. Hiểu hiểu không ạ? Ở đâu các bạn file nào lấy cũng được hết á. Hiểu không? Cách lấy là như này. Rồi. Vậy thôi đó. Con thiếu cái đoạn này thôi, chụp hình vào con gõ vào là xong. Tắt nha, được chưa? Xong hết rồi nha, đổi mật khẩu, lưu mật khẩu các thứ nào.